Cung thủ thế hệ 8 là một cái gì đó quá sức mạnh mẽ, chỉ huy nào cũng có sát thương rộng và ông nào cũng nguy hiểm hết. Vậy nếu để lựa chọn một trong hai chỉ huy mới để nâng cấp đầu tiên, thì cái tên mang lại cho bạn hiệu quả tốt hơn hết trên chiến trường, xứng đáng với đồng tiền bát gạo là ai? Đây là Head-On. Hôm nay chúng ta sẽ so găng xem Ashu và Hermann P đâu là chỉ huy mà bạn đáng nâng cấp nhất nha. Tình hình căng quá mọi người ơi, cháy kho ạc rồi anh em ạ. Khách mua ạc cứ nườm nượp mà trộm vía hàng trăm giao dịch to nhỏ rồi mà chẳng có drama vì fan hay là một vết xước về bảo mật nào cả. Kho ạc thì lúc nào cũng cháy, nên là nếu anh em có nhu cầu mua hay bán tài khoản Riot Kingdom, đặc biệt là việc gửi bán tài khoản, hãy tìm đến với GPI. Mình chắc chắn đây sẽ là địa điểm an toàn, uy tín và chuyên nghiệp nhất hệ mặt trời. Chi tiết hơn hãy liên hệ mình theo đường dẫn dưới phần mô tả. Do Ashu sẽ đa năng hơn ở mảng rally khi ông ta có nhánh công trình trong bảng tài năng của mình, nên ở video này mình sẽ chỉ so sánh hai chỉ huy riêng ở khả năng đánh đồng với bốn chiến thôi nha. Là hai chỉ huy trong cùng một thế hệ, dĩ nhiên việc triệu hồi của hai chỉ huy này là hoàn toàn khác nhau. Một ông thì là sự kiện thống đốc của máy nhất, và một ông nằm trong vòng quay may mắn. Hai cái này khác nhau như thế nào thì chắc hẳn bạn cũng đã rõ. Ưu hay nhược điểm thì sẽ phụ thuộc vào tùy kingdom và quan trọng hơn là cách bạn chiến đấu. Nếu là một chiến thần thì Ashu đương nhiên là dễ có hơn nhiều rồi, lại còn có nhiều nữa chứ. Sự kiện kiếm chọc vàng dễ nhất là MGM à. Ngược lại, với kingdom có độ cạnh tranh cao hoặc là bạn an phận thủ thường thì Hermann sẽ lại là sự lựa chọn kinh tế hơn. Về nâng cấp, trong khi sức mạnh của Ashu nằm rất lớn ở phần chuyên môn, một quả chuyên môn rất bá cháy thì Hermann trong nhiều trường hợp sẽ không thể sử dụng đến chuyên môn của mình, đặc biệt là kiểu nhấp nhả như trong các bộ chiến hiện tại. Do đó, khi nói đến chi phí nâng cấp, Ashu sẽ cần tối đa kỹ năng với 690 tượng vàng để bỏ qua được chuyên môn. Trong khi đó, Hermann với bộ kỹ năng 5551 là phần nào đáp ứng được khoảng 80-90% sức mạnh rồi. Kỹ năng số 4 ở mức level 1 vẫn gây ra 2 tầng độc, cung cấp khả năng stack để debug tầng độc. Còn về khả năng giảm sát thương thì lại không có quá đáng kể. Chuyên môn của Hermann thì mình đã nói rất rõ về cơ chế ở video này rồi. Nó sẽ khá khó khăn để kích hoạt ngay cả khi bạn ghép cặp với một chỉ huy có sát thương diện rộng như là Giá Cát Lượng. Dĩ nhiên là ngoại trừ việc bạn ghép cặp với Atomirid, mà ai mà có quân nàng này mắc thì chắc chắn cũng sẽ ưu tiên lấy Hermann rồi, không cần phải nghĩ đâu anh em ạ. Do đó ở đây Hermann sẽ tiết kiệm hơn với các dân chơi khi chỉ cần một nửa chi phí so với Ashu. Hermann 1-0. Trước khi bắt đầu tính toán các điểm giống và khác nhau, ta sẽ có vài lưu ý nhỏ nhỏ đến từ tài năng và kỹ năng của hai chỉ huy này. Đây là hai bản tài năng mà mình nghĩ sẽ phù hợp với hai chỉ huy này, và đây là sự khác nhau đến từ hai bộ tài năng. Những thông số này sẽ được cộng thẳng vào việc so sánh ở bên dưới nha. Bên cạnh đó, Hermann gần như chắc chắn sẽ đi cùng với những chỉ huy có sát thương diện rộng để tận dụng tốt kỹ năng số 3. Do đó, 20% sát thương kỹ năng diện rộng mình sẽ coi như là 20% sát thương kỹ năng nha. Tiếp theo, chuyên môn của Ashu thì đúng như mình dự đoán ở video này, tức là bắp cùng loại sẽ reset thời gian, bắp khác loại sẽ không xóa bắp trước đó. Chi tiết hơn thì anh em hãy xem lại video này nhé. Đầu tiên, về sát thương chủ động sẽ là hai trường phái sát thương hoàn toàn khác nhau. Về diện tích sát thương, hai chỉ huy này đều cung cấp sát thương diện rộng góc 180 độ là như nhau. Về hệ số sát thương, Ashu gây hệ số sát thương diện rộng là 1500 cho tối đa 5 mục tiêu và thêm 1000 cho mục tiêu chính. Hermann thì sẽ gây sát thương diện rộng hệ số 2000 cho 3 mục tiêu. Ta sẽ cùng tính toán một chút về lượng sát thương hai chỉ huy này với 3 mục tiêu nhé. Đây là một con số dễ dàng đạt được với sát thương diện rộng 180 độ như này. Công thức thì mình vẫn sẽ áp dụng từ video này mà ra nhé. Với Ashu thì sát thương 3 mục tiêu sẽ là 4150, với Hermann thì sát thương cho 3 mục tiêu sẽ là 4200. Bạn thấy đấy, sát thương diện rộng cơ bản của hai chỉ huy này đem lại tổng sát thương gần như là bằng nhau. Bên cạnh sát thương chủ động, Hermann còn có một phần sát thương từ kỹ năng số 4 nữa, tối đa là hệ số 200, và điều đó lại càng cho chúng ta thấy sự giống nhau đến từ sát thương của hai chỉ huy này. Tuy sát thương là như vậy, nhưng cách hoạt động và hiệu quả của hai đòn sát thương chủ động này lại khác nhau. Ashu tập trung hơn vào việc kết liễu mục tiêu chính, còn Hermann P thiên về tấn công diện rộng hơn. Do đó, nếu anh em có mắc khứ bệnh thì chắc chắn sẽ yêu Ashu hơn là yêu Hermann. Kết thúc kẻ địch càng nhanh thì anh này lại càng có lợi. À, còn một điểm nữa khiến bạn cần nhớ, đó là Hermann có thể tái tạo kỹ năng chủ động khi đủ 25 stack. Mặc dù khó khăn nhưng mà có thì vẫn hơn không. Do đó ở đây mình sẽ chấm điểm Hermann cao hơn một chút nha. Về mảng chỉ số tấn công và sát thương, Ashu sở hữu cho mình buff 22,5% tấn công, 20% nhận thêm 30% tấn công, hoặc là 20% sát thương trong 4 giây từ chuyên môn, 29% sát thương kỹ năng, 0,5% sát thương thường và thêm 6% sát thương kỹ năng cho chỉ huy phó. Hermann thì thua kém một chút khi chỉ có 26% tấn công, 20% sát thương kỹ năng, 1,5% sát thương thường. Ở đây chỉ số khác nhau cơ bản đến từ nhánh tài năng kỹ năng với nhiều sát thương hơn. Ashu sẽ nhìn hơn Hermann đáng kể ở bảng này, phần lớn trong đó là nhờ chuyên môn của mình. Với phòng thủ, Ashu có 23% phòng thủ, 20% có 30% phòng thủ trong 4 giây từ chuyên môn. Trong khi đó Hermann có 23% phòng thủ, Ashu có thể có 20% máu trong 4 giây từ chuyên môn, 3% máu từ tài năng. Hermann vẫn thua thiệt phần nào khi chỉ có 3% máu từ tài năng. Với khả năng giảm sát thương kỹ năng nhận vào, Hermann với nhánh tài năng hỗ trợ đương nhiên là tỏ ra vượt trội, giảm cơ bản là 9% sát thương kỹ năng, thêm 50% sát suất giảm 15% sát thương kỹ năng nhận vào nữa.
Đây đương nhiên là điểm đáng đồng tiền bát gạo nhất của nhánh tài năng này. Chiến trường bây giờ thì đầy dãy sát thương diện rộng. Anhu thì kém khá nhiều khi chỉ có 6% giảm sát thương kỹ năng nhận vàng. Tuy nhiên mặt bằng chung ở khả năng chống chịu, hai chỉ huy này đều khá tương đồng nhau. Anhu có lợi thế về bộ chỉ số cơ bản khi có chuyên môn có thể kích hoạt được khả năng tăng máu hay là tăng phòng thủ. Hermen thì đương nhiên rồi, vạn sự tại nhánh tài năng hỗ trợ. Độ cứng cáp này được thể hiện qua việc giảm sát thương trên môn chiến đầy sát thương rộng. Đây đúng là kiểu kẻ 8 lạng người 800 gram rồi. Về khả năng cơ động, hai chỉ huy này chạy ngang nhau tất với 15% tốc độ diễu hành. Nếu khởi hành từ một căn cứ hay một cái mỏ thì đương nhiên là Hermen có lợi thế hơn khi có thể tăng đến 60% tốc độ trong vòng 10 giây. Nghe hơi có mùi móc mỏ nhỉ. Với hồi nộ, Anhu có nhánh tài năng kỹ năng phần nào vượt trội hơn đôi chút. Tất nhiên là điều đó không quá nhiều. Anhu có 60 nộ sau khi ra kỹ năng và xác suất 10% nhận thêm 100 nộ. Hermen thua thiệt một chút khi nhận 100 nộ sau khi ra kỹ năng. Tuy nhiên đừng quên là khi chuyên môn được kích hoạt thì chỉ huy này có thể tái kích hoạt điểm hồi sinh. Do đó mảng này thì mình đánh giá hai chỉ huy là xem nhau. Tổng quát lại ở những điểm giống nhau, độ khác biệt của hai chỉ huy này là không quá lớn. Anhu thì có sát thương mạnh mẽ hơn chủ yếu nhờ chuyên môn, trong khi Hermen lại cứng cáp hơn nhờ nhánh tài năng hỗ trợ. Tuy nhiên nếu để Hermen đi phụ thì lúc này tài năng hỗ trợ sẽ không còn tác dụng nữa. Giống nhau thì rất nhiều rồi đúng không? Vậy đâu là những điểm khác nhau của hai chỉ huy này? Về độ cứng cáp, Anhu giảm 15% sát thương thường gánh chịu. Điều này cao tư khá tốt những lưu trượt trên đồng. Hermen thì lại hơi khác một chút, đó là giảm tối đa 15% sát thương nhận vào từ những kẻ địch bị dính tầng độc. Dính càng nhiều thì lượng giảm sát thương càng nhiều. Về độ hiệu quả thì mình đánh giá Hermen nhỉnh hơn một chút, đặc biệt là trong trường hợp buôn chiến nhiều Hermen. Lúc này thì đâu đâu cũng sẽ gặp kẻ địch dính stack độc. Đứa ít thì 4-6 stack, đứa nhiều thì full tầng. Khi này hiệu quả mới phát huy tối đa. Sau đó sẽ là điểm yếu của Hermen, đó là nhận thêm sát thương từ kỵ binh và gây thêm sát thương cho bộ binh. Kỵ binh thì anh em biết rồi đấy, quá đông và hung hãn trên chiến trường. Cuối cùng, điểm quan trọng nhất từ đầu video mà mình chưa nhắc đến, đó là khả năng debuff độc của Hermen. Đây là điểm khác biệt hẳn của Hermen so với Anhu. Nói qua thì cũng phải nói lại, là một chỉ huy Gen 8 mới nhất, nhưng mà Anhu lại không sở hữu bất cứ debuff chủ động nào. Đây là một nhược điểm cực kỳ to lớn của chỉ huy này. Với Hermen, như mình đã nói ở video này, hiệu ứng debuff của Hermen sẽ tích stack độc nhanh chóng nhất khi kẹp cùng với Tomodit. Còn nếu không, một sát thương diện rộng 3 mục tiêu trong khoảng thời gian đầu, lượng stack debuff độc mà chỉ huy này gây ra là không quá đáng kể. Tuy nhiên, quan trọng là debuff này sẽ được cộng dồn với debuff chủ động của Bodica và cả Sagon nữa, cho nên là sẽ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Và đặc biệt, môn chiến của bạn càng nhiều Hermen thì lợi thế cho các bạn càng nhiều. Vì anh em biết đấy, đâu đâu kẻ địch cũng dính tầng độc thì sẽ nhận nhiều sát thương hơn mà. Bên cạnh đó thì Hermen còn có giảm 20% phòng thủ của kẻ địch mục tiêu nữa. Debuff này sẽ tương tác rất tốt với các debuff khác vì nó nằm ở kỹ năng bị động. Qua đó thì giúp đội hình của bạn kết liễu nhanh gọn kẻ thù. Tổng kết phần này, Hermen P vẫn tỏ ra vượt trội với hiệu ứng mà chỉ huy này mang lại. Đặc biệt là trong các buôn chiến lớn, càng nhiều Hermen thì càng nhiều lợi thế. Cái này thì dễ hiểu mà, đúng không nhé? Đầu tiên, phải nói rằng hai chỉ huy cung thủ này có nhiều sự giống nhau quá mức, đặc biệt là ở mảng gây thiệt hại cho kẻ thù. Vậy đâu sẽ là sự lựa chọn cho bạn? Với Hermen P, ưu điểm là có thể dễ dàng triệu hồi và chi phí nâng cấp ở mức sử dụng được là rẻ, với mốc kỹ năng là 5551. Tiếp theo thì cực kỳ nguy hiểm trên bôn, càng sống lâu trên trường lại càng nguy hiểm, thậm chí là máu đỏ vẫn cứ nguy hiểm như bình thường. Nhược điểm là kém đa dụng, Hermen cần kết hợp với một chỉ huy có sát thương diện rộng hoặc là Tomoid để tối ưu hóa sức mạnh. Khả năng debuff thì hơi chậm, mặc dù tốt nhưng mà sẽ phát huy tối đa nếu có nhiều Hermen hoặc là đi cùng với Tomoid. Với sát thương diện rộng và debuff nguy hiểm như này, mình tin rằng Hermen P sẽ là một vị chỉ huy trụ lâu hơn trong meta đêm đỏ như này. Với Anhu thì sao? Ưu điểm là bộ kỹ năng đơn giản, dễ ghép cặp nên là Anhu sẽ đa dụng hơn Hermen. Chuyên môn mạnh mẽ là một điểm khác biệt của Anhu, đặc biệt là nó có thể tận dụng ngay ở thời điểm đầu của trận chiến, qua đó phát huy sức mạnh tối đa của vị chỉ huy này trong những cái lần đánh gấp nhả của anh em. Nhược điểm sẽ là chỉ huy này mất đâu đó là 1-2 kỹ năng cho việc rally, không có debuff chủ động hay bị động, không thể gây hiệu ứng bất lợi ở kỹ năng chủ động hay kỹ năng bị động cho việc đánh đồng. Do đó Anhu sẽ thiên về mảng tấn công và sát thương hơn. Và nhược điểm chết người ở điểm này đó là khi anh em xuống máu vàng thì gần như là hiệu quả bị giảm xuống rõ rệt. Và điều này cũng sẽ khiến Anhu sớm bị out meta anh em ạ. Anh em cứ nhìn Nebu là biết. Vậy bạn nên nâng cấp và đầu tư của chỉ huy nào? Với người chơi có số lượng đạo quân lớn như các boss thì Hermen sẽ cam kết là sự lựa chọn đầu tiên. Hermen sẽ giúp sát thương gây ra cho kẻ thù lớn hơn, dù cho đó có phải là sự kết hợp với Tomiris hay không. Hermen sẽ giúp bạn và đồng minh chiếm được nhiều lợi thế trên chiến trường. Còn với người chơi mới hay là anh em 2P thì lời khuyên của mình vẫn sẽ là Hermen P. Nó giống như kiểu anh em sử dụng Athea ở buôn chiến ở KPK1 vậy. Càng nhiều Athea hay là ở đây là càng nhiều Hermen thì buôn chiến của bạn càng có lợi. Mà kể cả Hermen P của anh em yếu máu, anh em vẫn gây debuff cho kẻ địch, qua đó thì các boss sẽ dứt điểm kẻ địch nhanh hơn. Mình yếu thì mình hỗ trợ thôi anh em ạ. Và đó là tất tần tật về cuộc so găng giữa hai chỉ huy cung thủ thế hệ mới. Bạn đã tối đa vị chỉ huy nào chưa? Hãy cho chúng mình biết comment ở phía dưới. Nếu anh em thấy video này có ích, đừng quên like, share và bấm nút chuông cho chúng mình. Miễn phí nhưng mà bắp cho mình cực kỳ nhiều sức mạnh đấy. Cảm ơn mọi người đã xem đây. Mình là Bình Tĩnh.
Xin chào và hẹn gặp lại.